Đây, đây là tỏi phi. Mình sẽ phi tỏi cho nó vàng lên thế này ha. Còn đây là hành phi. Ôi ôi, phi ngon quá đây. Phi giòn quá ha. Hành phi này mình phi với dầu nè. Đó, cho nên là nếu mà ai muốn ăn chay cũng ăn được luôn. Còn đây là mình pha nước sa tế nha, để trộn với bánh tráng. Ớt, rồi tỏi, rồi dầu. Nói chung là ngon lắm. Đây là muối xay ra. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn chị em mình cái cách làm bánh tráng trộn ha. Bánh tráng trộn là cái món mà ăn phải nói là đình đám, thịnh hành nhất mọi thời đại luôn á. Mà em thấy là ăn hoài được, hoài độ tuổi nào cũng có thể ăn được hết. Và mà em thì có người em á biết trộn bánh tráng này cực kỳ ngon luôn, thì nên em sẽ hướng dẫn sơ sơ chị em mình có thể làm tại nhà, hoặc là ai có nhu cầu mua thì order của em luôn cũng được nha. Đây là em đã chuẩn bị bánh tráng như thế này, thì mình mua về rồi mình cắt ra đó. Thì mình làm thủ công hết, không có máy cắt, tại vì thật ra cũng không có chuyên á. Bạn bè ăn thấy thích thì đặt một số lượng ít nào đó rồi ăn làm thôi, chứ còn mình không có phải làm công nghiệp đó. À, mà thủ công không à, cho nên là không biết có nhiêu tiền cho bỏ cái công của mình nữa. Rồi thì hôm nay mẹ sẽ làm tổng cộng là 10 kg thôi, 10 kg bánh tráng. Rồi bây giờ tới công đoạn quan trọng nhất nha, là trộn bánh tráng như thế nào. Mình đã có đầy đủ hết những cái nguyên vật liệu rồi ha, hành phi, tỏi phi, rồi sa tế, rồi muối, bánh tráng rồi ha. Thì bây giờ mẹ sẽ trộn. Đầu tiên là với số lượng bao nhiêu đây bánh tráng, thì chúng ta sẽ cần dùng khoảng một tô sa tế như thế này. Thì trong này cũng có tỏi, sả, rồi hành. Đây, mình sẽ rưới đều lên đây. Bạn sẽ rưới đều lên đây để mình xem nha. Béo ngon, vừa miệng, ngon lắm. Đây là công thức đã được kiểm nghiệm qua một thời gian dài rồi và rất là hút, ai ăn cũng khen hết trơn đó. Bây giờ em sẽ trộn này nha. Đây, có cái lòng mình sẽ trộn này nó rất đảm bảo là miếng bánh tráng nào cũng phải dính dính sa tế vô. Sau khi mà mình trộn bánh tráng đều với lại sa tế rồi đó, thì chúng ta sẽ bỏ muối vào. Chúng ta sẽ làm từ từ thôi, đặt từ từ thôi nha. Ra bánh tráng này thì ai cũng có thể biết làm, nhưng mà ăn vô cái điều lượng đó, mình nên nếm ngon nó vừa miệng hay không, dễ ăn hay không ha, đều và nó thấm gia vị hay không. Và dĩ nhiên là phải đảm bảo an toàn nữa nha. Cái này làm không khéo là trúng mạnh, đóng cục luôn nha. Rồi sau khi chúng ta trộn đều sa tế với muối rồi, thì tiếp theo cái bước cuối cùng đó là chúng ta bỏ hành phi và tỏi vào, chúng ta trộn lên thôi. Bước này thì dễ, đơn giản, dễ trộn hơn rất là nhiều, tại vì tỏi với hành thì nó không có dính ha. Đây, đây là hành phi, còn đây là tỏi. Trộn
ôi hấp dẫn quá trời luôn cả nhà ơi, hấp dẫn lắm lắm luôn đó. Bữa nay mẹ ăn chay chứ không phải là hết như đây luôn rồi đó.